Kính chào quý khán thính giả. Ngày mùng 2 tháng 7 tới đây, tổ chức BPSOS, tức là Tổ chức Cứu Người Vượt Biển, sẽ có hội nghị các nhà lãnh đạo trẻ gốc Việt ở Mỹ. Và được biết là cái hội nghị này là hội nghị lớn đầu tiên của BPSOS. Và hôm nay chúng tôi được hân hạnh đón tiếp luật sư Phan Quốc Cường, là người đảm trách về, là giám đốc về truyền thông cũng như về vận động quần chúng của BPSOS. Xin được hỏi thăm luật sư là phần hành của luật sư trong việc tổ chức hội nghị cũng như là tổ chức cái buổi dạ yến vào buổi chiều hôm đó. Yeah. Và trước hết thì Quốc Cường xin chào chị và xin chào quý vị khán giả nghe đài. Thì cái buổi hôm đó thì chúng ta là sẽ bắt đầu vào lúc chương trình sẽ bắt đầu lúc 8 giờ sáng và sẽ có những cái bài diễn văn khai mạc để mà cho những cái người cử tọa tham dự thấy cái tình trạng hiện tại của cộng đồng người Mỹ gốc Việt trên khắp mọi bệnh viện về mặt dân số, kinh tế, chính trị chẳng hạn. Và sau đó thì sẽ có những cái người nhân viên đại diện cho cái sở thống kê dân số đưa ra những cái bản khảo sát và những cái bản nghiên cứu để cho chúng ta thấy là thực lực của cộng đồng người Mỹ gốc Việt về cái mặt dân số là đến như thế nào. Rồi sau đó thì những cái dữ kiện đó nó sẽ cung cấp cho những cái vị lãnh đạo cũng như là những cái người delegate, mình gọi là cử tọa hay là đại diện tham dự, và họ đi vào ba cái chương trình hành động khác nhau. Cái chương trình hành động thứ nhất gọi là cái track số 1 là dành cho những cái người mà tha thiết về cái việc làm vững mạnh cái sức mạnh chính trị của cộng đồng. Và cái track số 2, cái chương trình hành động thứ hai là dành cho những người mà chuyên về lĩnh vực kinh tế. Thì đó là bao gồm các phòng thương mại, các doanh gia, các lãnh đạo, các công ty. Và thứ ba là những cái người mà lãnh đạo các tổ chức vô vụ lợi hoạt động cho cộng đồng, dù là về mặt truyền thông, giáo dục, vân vân. Vâng, thưa luật sư, về cái việc tổ chức chắc chắn là sẽ gặp nhiều khó khăn, là bởi vì một cái hội nghị lớn như vậy và buổi dạ yến lớn như vậy, thì để hỏi thăm luật sư là những khó khăn nó như thế nào ạ? Dạ vâng, thứ nhất là có một cái sự khó khăn là đây là cái lần đầu tiên mà chúng ta một cộng đồng, một tổ chức, một cái hội nghị thượng đỉnh, những cái người lãnh đạo mà từ khắp ba cái lĩnh vực chính của xã hội, đó là trong lĩnh vực chính quyền, lĩnh vực tư và lĩnh vực xã hội, và từ khắp nơi trên Hoa Kỳ. Và không những vậy, chúng tôi không chỉ mong muốn họ tham dự, chia sẻ kinh nghiệm như là một cái người diễn giả hay là một cái người cử tọa, mà chúng tôi là mong mỏi họ làm việc trong những cái tháng vừa qua. Thành ra trong vòng 3-4 tháng vừa qua, có rất là nhiều công sức đã được bỏ ra để mà hội tụ khoảng 60-70 những cái vị lãnh đạo, bao gồm gần 10 vị giáo sư người Mỹ gốc Việt tại các trường đại học khắp nơi trên toàn quốc. Họ chia thành nhiều cái ủy ban khác nhau, mỗi ủy ban chuyên chú vào một cái lĩnh vực mà như Quốc Cường vừa nêu ra, để không những là nghiên cứu đưa ra những cái dữ kiện đầy đủ, mà họ thiết lập một cái chương trình hành động như thế nào để cho cái buổi summit chỉ là một cái khởi đầu, để rồi những năm tháng sau đó phải có những cái cấu trúc, những cái tổ chức mới để mà làm mạnh cho sức mạnh của chúng ta về bệnh viện quốc gia trên nhiều lĩnh vực. Vâng, như luật sư vừa nói đó, thì là những cái đại biểu hay là những diễn giả sẽ chia sẻ những cái kinh nghiệm của họ trên bước đường mà họ đưa đến thành công của họ sau này. Thì những cái điều đó, ví dụ như giới trẻ đến tham dự hội nghị sẽ mong mỏi được học hỏi được những cái điều gì bổ ích ạ? Dạ, Quốc Cường nghĩ rằng là bản thân là một cái người trẻ mà có được cái vinh dự tham gia trong cái công tác tổ chức, cùng làm việc với nhiều cái người bạn cùng lứa tuổi cũng như cái thế hệ cha anh khác. Thì Quốc Cường nhận thấy rằng cái lợi ích lớn nhất là từ việc học hỏi, trau dồi, rèn luyện cái kinh nghiệm lãnh đạo của chính mình. Bởi vì đây là một cái hội nghị của những người mà có lòng mong muốn mang lại một cái sự cải tổ, một cái hướng đi mới cho cộng đồng chúng ta. Thành ra cái công tác tổ chức nó đòi hỏi một cái sự commitment, một cái quyết tâm đóng góp về mặt trường kỳ, chứ không phải là chỉ một sự kiện mà thôi. Thứ hai đó là việc cọ sát giữa nhiều cái kinh nghiệm, nhiều cái cá tính khác nhau. Thí dụ như trước khi tổ chức một cái hội nghị như vậy, thì những cái người học giả đó họ chỉ làm việc với chính họ hay những cái người bạn đồng nghiệp của họ, cũng như những cái vị dân cử họ chỉ làm việc trong cái team, trong cái đội ngũ của họ mà thôi. Nhưng mà trong cái công tác tổ chức này thì chúng tôi đã tạo nên một cái network, là một mạng lưới mà những người có khả năng đóng góp, có quyết tâm, và khoảng 200 người trên khắp toàn quốc. Thì đó là một cái lợi ích thứ hai, mà cho dù chúng ta làm việc công hay là việc riêng cho chính mình, những cái mối quan hệ đó nó sẽ rất là bổ ích trong những cái thành công về sau. Và giới trẻ cũng được hướng dẫn về các bước hành động, thì rất là hành động một cách cụ thể rất là bổ ích. Vừa rồi là cuộc phỏng vấn ngắn của chúng tôi với luật sư Phan Quốc Cường, giám đốc về truyền thông cũng như là về vận động quần chúng của tổ chức BPSOS về hội nghị sắp tới của các nhà lãnh đạo trẻ gốc Việt ở Mỹ. Xin cảm ơn luật sư. Xin cảm ơn chị và xin cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị.